chào tất cả các bạn nhỏ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tô bức tranh cát hình người nhện nha. Ở đây chỉ có một bức tranh cát hình người nhện. Cái bức tranh cát này sẽ rất là khó tô ha, vì nó có rất là nhiều cái đường sọc này nè. Nhưng mà chị sẽ cố gắng tô hoàn thành bức tranh này thật là đẹp nhất nha. Rồi chúng ta sẽ bắt tay vào việc tô màu bức tranh cát này với những màu cát như là màu xanh. Đây là cát màu xanh. Đặc trưng của người nhện đó chính là màu đỏ, thì chắc chắn không thể nào thiếu cát màu đỏ được ha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào việc tô màu bức tranh cát người nhện này nhé. Thank you.
là chị Trinh xinh vừa tô xong bức tranh cát hình người nhện rồi nè. Bức tranh cát này vừa dễ tô nhưng mà cũng lại khó tô ở cái phần mà chúng ta phải kẻ sọc ở trên người người nhện nha. Các bạn nhỏ thấy chị Trinh xinh tô có đẹp không? Để lại bình luận và chị Chim Sinh biết ở bên dưới với nhé. Và hãy nhấn like và subscribe kênh Chim Sinh Channel để có thể theo dõi được nhiều video tôi tranh cát hơn. Còn bây giờ thì chị Chim Sinh xin chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các em trong clip sau.